Ok, xin chào quý anh chị nhà đầu tư ạ. Xin chào mừng quý anh chị tôi quay lại bản tin buổi tối của em ha. Bản tin sau giờ khớp lệnh để cập nhật nhanh các thông tin giao dịch của ngày hôm nay và nhận định bản tin của ngày mai để cho anh chị mà không có thời gian theo dõi vào ban ngày có thể tổng hợp lại được cái phiên giao dịch ngày hôm nay để có kịch bản cho mình ngày mai. Ok, quay vào cái phiên giao dịch index của chúng ta hôm nay thì nó có một kịch bản là khá là bất ngờ anh chị. Như hai kịch bản buổi sáng đề ra là sẽ có một kịch bản là nó bật tăng lên ngay từ khi mở cửa để nó quay về cái đâu đó khu vực đầu vai bên đây này. Và sau đó giảm điểm tiếp ha, thì cái kịch bản này là em không muốn xảy ra ha, tại vì kịch bản này nếu xảy ra thì cái đi vào cái mô hình vai đầu vai này nó sẽ giảm xuống khá là sâu quá anh chị. Rồi còn có cái kịch bản là nó về đây nó test nó bật lên này, kịch bản ngày hôm nay là về đây nó test này và về đây test để bật lên nó thì nó sẽ ổn định hơn cho thị trường ha, đặc biệt là khu vực 1016 nó bật lên nó thì cái xu hướng tăng giá vẫn là strong trend nha. Còn nếu mà hôm nay thì lại đi ngược lại cái xu hướng mà anh em đã đề ra là cái kịch bản thứ hai, đi theo kịch bản số 1 là nó bật lên tăng ở đây mà không vượt qua được cái đầu đỉnh bên đây anh chị, cuối cùng đóng phiên nằm ở dưới đây nha, thì nó hình thành đâu đó một cái xu hướng là cái vai thứ hai rồi này, cái vai thứ hai và có cái đầu rồi này thì khả năng mà nó giảm xuống cái phiên ngày hoặc ngày mai á là hoàn toàn sẽ ra anh chị ha. Thì ngày mai cái phiên này rất là quan trọng này, cái đỉnh cuối này rất quan trọng này, nếu mà nó break luôn cả cái vai cuối dưới đây thì cái này đang xuyên sâu xuống dưới đây nha chị ha, xuyên sâu xuống dưới đây luôn nha, chứ không còn là 1016 nè, 1016 bắt đầu khá yếu á, nếu mà nó xuyên xuống dưới đây nó mất cái vai cuối đây luôn mà nó xuyên xuống là nó hình thành xác nhận luôn cho mình là cái vai là cái vai sau ha. Đó, giống như cái đường này này đi lên như đây nè, lên đây nè, đỉnh này vai này lên đỉnh này xuyên gãy cái mốc cuối đây này là coi như cái vai dưới luôn chị ha, sẽ gãy xuống là khá là sâu anh chị ha. Đó, rất rất cẩn trọng nha chị. Rồi phiên giao dịch ngày hôm nay thì như thế nào ạ? Phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị cũng thấy mở cửa nó tăng liền cho mình 12 13 điểm anh chị ha. Mở cửa tăng liền 12 13 điểm này, mở cửa đóng một cái nến xanh, mở cái gap rất là lớn cái này này. Thì nó tăng liên tục cái này, nó tạo cho mình một cái sự gọi là bất ngờ và hay cuốn theo cái việc mà sợ trễ tàu á, có nghĩa là tăng tiếp á. Thì tăng như vậy thì em không cho kinh nghiệm mua ha, tăng như vậy thì em cho kinh nghiệm bán thôi, bán giá trần. Hôm nay anh chị coi livestream mở sáng bản tin sáng của em thì cứ giá trần là bán ha. À, bởi vì chiều nay này nhiều cổ phiếu bắt đầu nó quay đầu anh chị ha, nhưng mà đặc biệt là dòng thép với dòng chứng khoán nó vẫn còn tăng mạnh nha. Dòng chứng khoán dòng thép là thị trường nó vẫn kéo nó giữ nha anh chị ha. Thì phiên ngày mai sẽ là phiên cực kỳ quan trọng nha, phiên quyết định cực kỳ quan trọng luôn nè. Hôm nay thì khả năng nó vẫn còn ngày mai nó vẫn còn cái vùng mây này hỗ trợ nè anh chị này. Ngày mai nó vẫn còn cái vùng mây này hỗ trợ nè, đây cái vùng mây này hỗ trợ này 4 giờ ngày mai ha, đặc biệt là 4 giờ ngày mai nó vẫn còn cái vùng mây này hỗ trợ. Tới phiên chiều thì sẽ cho mình một kịch bản rõ hơn ha, phiên chiều sẽ rõ hơn và đặc biệt cái rủi ro rất là lớn nữa là cái phiên ngày thứ hai ha, phiên ngày thứ hai có một cái rủi ro rất là lớn nha anh chị, đó là phiên ngày thứ hai. Còn phiên ngày mai thì nó sẽ cố gắng nó sẽ về cái vùng mây này thôi ha, nếu mà có thì chỉ về vùng mây này thôi, còn xấu thì nó xuyên mây luôn nha, xấu thì có bắt đầu tới phiên chiều á nó xuyên hoặc khỏi cái vùng eo mây nhỏ nhỏ, cái mây nhỏ này mây to này không sao ha, nhưng cái mây nhỏ nhỏ này nếu mà phiên chiều nó đạp mạnh nó xuyên ở đây luôn ha, xuyên ở đây là khả năng nó xuyên luôn cả 1030 này nha chị, 1030 này nha, nếu mà nó xuyên xuống đây nha, xuyên ở đây thì nếu mà hôm nay nó về 1030 thì đẹp nha, 1030 vẫn còn mây hỗ trợ bật lên đẹp ha, còn tới ngày mai để mà nó xuyên á thì coi như là nó đưa vào trong ngắn hạn được hiện giờ ha, bắt đầu sẽ đi vào xu thế downtrend lại nha anh chị, nó nằm dưới mây rồi nha ha, downtrend trong ngắn hạn anh chị ha, thì xuyên vào đây thì cái vùng mây này nó vừa dưới mây không còn mây hỗ trợ nữa thì cái việc mà 1030 1031 này sẽ yếu này, thì chỉ còn cái 1016 thôi ha, cái vai đáy ở dưới đây rất đóng vai trò cực kỳ quan trọng nha, nếu ngày mai mà thủng dưới đây là cực kỳ xấu anh chị ha, nếu mà chiều mai hoặc là sáng ngày thứ hai thủng dưới đây cực kỳ xấu nha. Rồi cơ bản là như vậy thôi, còn ngày mai thì cái phiên giao dịch tích cực á, nếu mà nó đi xu hướng tích cực anh chị thì khả năng là ngày mai nó vẫn có thể nó quay về khu vực cho mình 1060 1067 ha, tốt nhất là nên đóng cửa 1067 nó sẽ ổn hơn, có nghĩa là nó đi break lên trên cái line này, nó break lên trên cái kizun này 1067 này, đặc biệt là 1065 á, cái đỉnh cũ á, có nghĩa là nó không có cái xu hướng nữa, nó có nằm ở cái đỉnh cũ nữa, cái đỉnh cũ nó là 1065 nữa ha, 1065 1066 gì đấy, đỉnh cũ em xem thử 1060 mấy, cao nhất là một open hai 1066 đỉnh cũ 1066 thì cố gắng đóng trên 1067 là đẹp rồi. Nếu mà ngày mai đóng cửa trên 1067 thì coi như là cái rủi ro của phiên chiều ngày mai là qua đi rồi ha. 1067 bật lên thì khả năng nó sẽ rất là tốt. Ngày mai đóng cửa nếu mà trên 1067 thì anh chị có thể mở mua được tốt nha. Còn nếu mà nó giảm xuống thì mình phải canh về hỗ trợ để mình bắt thôi nha. Nhiều cổ phiếu sẽ về cái mục cái việc mà hỗ trợ cho anh chị để chị bắt ha. Chỉ có hai kịch bản xảy ra thôi nha. Hôm nay thì đi theo một kịch bản là lên cái vai như thế này, lên cái vai như thế này giảm xuống thì khá rủi ro ha. Anh em trong team tham mưu cũng đã đưa ra cái kịch bản này rồi, nếu mà lên đây thì chỉ bán thôi ha, lên đây và quay về cái bài cũ chỉ bán thôi, bởi vì nếu mà nó test xuống test rất sâu nha anh chị nha, anh chị cũng cẩn trọng cái khu vực này nhé. Rồi ngày mai thì em sẽ đi theo sát hơn chị trong phiên ha, để có thể mình quản trị được cái rủi ro cho mình ha,
Nếu mà nó về, nếu mà ngày mai á, nó về thẳng cái vùng mây này bật lên luôn thì đẹp nhá. Nếu mà sáng mai á, 1-2 giờ sáng mai nó về thẳng cái vùng mây luôn thì đẹp nha. Tới chiều thì lại xấu nha anh chị nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Cái cuối cùng là cái thứ năm á, khả năng nó rất nguy hiểm à, hoặc là sáng ngày thứ hai nữa đó. Rất nguy hiểm à. Nói chung ngày mai mà nó về ngay cái vùng mây này 1030 bật lên rất đẹp này. Nói chung là vẫn còn cái vùng mây hỗ trợ ha, ngày mai vẫn còn vùng mây hỗ trợ. Với lại cái đáy cũ ở đây thì bật lên thì rất là tốt ha, bật lên đi nó lường 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 theo cái mây này đi lên luôn thì tốt ha. Chứ để tới phiên chiều hoặc là tới sáng ngày thứ hai á, nó có một cái eo mây nhẹ mọi hơi hơi yếu yếu đây này, nó xuyên xuống này hơi xấu ha. Đấy, đó là một cái cẩn trọng cho mình thôi nha, cẩn trọng cho mình phiên ngày mai thôi, cũng không có gì quá đặc biệt ha. Các cổ phiếu thì hôm nay hôm qua thì em cũng cố gắng view để chờ về giao găm để mình bắt rồi, nhưng mà sáng nay nó không về. Ví dụ điển hình đặc biệt giống như VAF này, để nó về khu vực 17.7 để mình bắt này. À, mà nó không về à, chiều nay thì về rồi này, hồi nãy thì đóng cửa đỏ rồi về rồi này, không biết là chị có bắt được không, về 17.7 là chị bắt rồi này ha. À, khả năng sáng ngày mai sẽ về tiếp cho anh chị ha, 17.23 17.7 ha, đặc biệt ở đây 17.3 này, 17.3 là cái vùng kitchen của ngày này, và 17.7 cái khả năng nó đang xấu như thế này thì em nghĩ là mình bắt 17.3 tới 17.7 là ok nha, cái vùng này bắt là ok ha, 13.3 tới 17.7, nhưng mà thà nó về sớm mà mình bắt nó bật lên tốt ha. Còn để nó bắt đầu nó một vài ngày nữa thì nó sẽ rất là xấu nha anh chị. Cổ phiếu này nó vậy, nó tích lũy như vậy, nó đang đi đi tích lũy đều 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 á, thà nó xuống một cái nó bật lên thì nó mạnh hơn, còn bắt đầu tích lũy đều đều, đều đều rồi mà mất thời gian nó vẫn hơi chưa lên được nữa, nó giảm thì giảm rất là yếu, à, giảm giảm rất là mạnh nha. Đang có khách sạn này, hiện tại hiện giờ đang có khách sạn nó về 15.5 nè, về 15.5 chị bán giùm em nha. Nếu mà sáng mai nó kéo về 15.5 cho chị bán đi ha. Còn nếu mà à 18.5 chứ xin lỗi, 18.55 á, về đây chị bán đi nha. Còn nếu mà nó test về 17.2, 17.3 tới 17.7 thì mua vào ha. Còn fan nhiều cổ phiếu nó về khách sạn thì, à, nhiều cổ phiếu nó về hỗ trợ thì mình mua ha. Thằng này 14.9 nha, 15 ha. Rồi khu vực 15 ha. Thằng này cũng đang chờ đợi rồi mà nó thị trường nó xấu á, nó chui xuống đây thì hơi xấu ha. Đóng cửa em có nói rồi, thằng này trên 15.9 nè, vượt 16 là mình mua được ha. Rồi à, cái à, nhiều cổ phiếu lắm như HSG cố gắng chờ nó về cái giao găm này nè. Bữa nay bật lên đi luôn nó không chạy về này. Nhiều cổ phiếu lắm. À, HPG cũng vậy, HPG chỉ cần về một cây sàn thôi nó về vô găm thôi, nó không về nó bật lên luôn, tại vì thị trường hôm nay nó quá quá là ghê, nó tăng quá ra quá đột biến rồi. Một vài cái cổ phiếu như vậy thôi, còn các cổ phiếu mà anh chị đáng quan tâm á thì anh chị có thể là sáng ngày mai ha mình theo dõi lên trên livestream bản tin sáng á. Ok, cập nhật bản tin nhanh cho thị trường cho anh chị như vậy thôi ha, để anh chị có một cái bức tranh trong đầu để anh chị quản trị rủi ro cho mình cũng như là tìm kiếm những cơ hội ha. Nó giảm là về giao găm rồi mà mình có thể bắt được nha anh chị, về hỗ trợ mạnh là có thể bắt được nha, để không mới nó tăng ngược lại mình mới đua theo á, mình sẽ lỡ về giá nha. Ok, cảm ơn chị rất nhiều đã theo dõi em trong thời gian qua cũng như là xem cái bản tin này. Cảm ơn chị rất nhiều ha. Nếu chị có cần thắc mắc gì hoặc là muốn em tư vấn gì thì cứ liên hệ số điện thoại cho đây ha. Cứ gọi cho em ha, hoặc là nhắn tin em sẽ trả lời cho anh chị sớm nhất có thể nha. Cảm ơn, chào tạm biệt ạ. À, đặc biệt thêm một cái nhấn mạnh nữa là hôm nay khối ngoại vẫn mua ha. Khối ngoại vẫn tiếp tục mua rồng. Khối ngoại nó mua khá nhiều. Khối ngoại nó mua STB cập nhật nhanh cho chị coi cái khối ngoại nó mua. Tự doanh thì khả năng là khả năng là để coi coi tối nay có báo cáo tự doanh này, tự doanh bán này à. À, trong vòng một tuần tổng giá trị mua ròng, à mua ròng vẫn 60 tỷ ha, trong ngày hôm nay, trong ngày hôm nay là vẫn mua ròng 60 tỷ nhưng mà trong tuần thì đang bán nè, âm 64 tỷ này, hôm nay thì vẫn mua tự doanh mua ròng ha. Còn giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài này, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tập trung nó mua rất là nhiều STB, STB vẫn mua rất nhiều nha anh chị. STB tăng rất tốt mà đất xanh cũng mua này, VIX này, nói chung là Vinhome này, Vin nó tăng rất mạnh ha, Novaland cũng mua vào này. À, đặc biệt là có thằng SIVD, anh chị quan sát hai này nha, với SIVD khả năng là quý 4 này là báo cáo tài chính nó sẽ tốt ha. So với quý 3 với quý 2 á, khả năng là bắt đầu khi mà nó quay về báo cáo tài chính tốt thì anh chị cũng thấy không, thanh khoản bắt đầu tăng là sẽ có những sự đột biến này. Anh chị có thể đón sóng được nha, cái nhịp điều chỉnh này là nhịp đón sóng của những cổ phiếu dẫn đầu như SSI, VND này. HCM thì nó chưa có chia nhiều thì ok này. Còn dòng bên sàn Hà Nội 10% đó là SHS này, MBS này, bên Upcom là SBS ha, thì những cổ phiếu mình đáng quan tâm thôi, khoảng 600 tỷ ha, 580 tỷ. Ok, nói chung là vẫn tích cực ha, nước khối ngoại vẫn đang mua ròng đều 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 thị trường điều chỉnh thôi, không vấn đề gì cả. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý chị nhà tôi ạ.